Chào bác, quay trở lại với kênh của Giang và TV. Thì hôm nay mẹ có một vài món hàng đến nhá. Bữa nay em lại có một vài món đồ chơi à. Thì là cái quạt quạt gọi là motor về các bác chế quạt đấy. Đó, em vừa mới xuống bãi kiếm một ít này. Số lượng chắc khoảng tầm khoảng gần 100 con đó các bác. Đó là hết rồi. Thì để em này sẽ quay chi tiết từng món nhá. Mã 01 em có cái con nam châm Japan này. Bữa rồi bán cái loại nam châm siêu cường cho các bác cũng rất là nhiều. Giờ con loại nhỏ nhỏ như này thì hiện tại giờ em còn đúng 3 con nữa, mà hiện tại giờ trên thị trường xuống bãi này, cái dòng bé bé này là hết rồi này. Đó, nó không còn nữa. Từ thanh ngắn đến thanh dài là họ cho vào lò lung hết rồi, nó không còn con nào nữa các bạn. Có chăng thì con vài con to to thì nó còn thôi. Đó, thì đây em sẽ đo lại cho bác xem kích thước này. Cái này dài gần 29 cm các bạn này. Đó. To, bản to nó là 4 4,2 đó. Độ dày nam châm của nó là khoảng 1 này, đó là thêm cả miếng mặt đế mà nhé, 1 này. Đó, to nam châm của nó này. To nam châm của nó là 2,2 đó, thì coi như mình trừ cái tí này đi thì chắc là tầm khoảng 2 cm. Miếng này nó có 12 thanh nam châm các này. Đó, made in Japan này. Tiêu chuẩn chiếc thì đời mình luôn rồi. Đó, đủ các loại tiêu chuẩn. Dòng này hút cực lặng. Các bạn nào ví dụ bắt con này vào như miếng sắt tầm khoảng 20 cm, gọi là 20 cân nhá, em đảm bảo các bạn là nhấc phát lên một rồi 20-30 cân là còn nhấc lên được các bạn ạ. Cực khỏe. Thì miếng không mã 01 nhá, em để cho các bác giá là 180.000 này. Đó, miếng 02 thì đây em có một loại, bắt đầu có loại mới mới này, nó hút nhau dính nó vỡ cả cái miếng nhựa các bạn đó. Đây, bác nhìn đếm nam châm của nó này, 1 2 3 4 5 6 7 8 miếng nam châm này. Đó, về các bác treo vào chỗ kệ bếp nó, em không dám để nó ở đâu, nó hút bập vào cái nào mất tay đấy. Treo dao, treo kéo hay hoặc là treo đồ đạc gì đó rất là đơn giản. Hoặc các bác bắn ngay vào cái chỗ chân bàn hoặc chỗ bàn làm việc ấy, nó thì ốc các bác tháo ra thì việc thả cái là nó dính chặt ngay, chặt ngay vào luôn rồi. Đó. Để em sẽ đo cái kích thước của nó nhá. Này, em úp nó xuống này đi, không là nó dễ đập vào nhau lắm. Hút nhau chặt lắm các bạn ạ. Kích thước 9,5 này, khoảng gần 10 cm các bạn. Đó, gần 10 cm này. To là 5 này. Nó bản to nam châm của nó là dính quá. Nên độ dày đi. Độ dày là gần 1 này. Bản to của nó nam châm, thanh nam châm của nó dài là khoảng 3 cm. To thì khoảng 1 cm các bạn. Đó, to dính cái thì khó quá các bạn. To khoảng 1 cm các bạn nhé. Đó. Thì hai miếng này em bán là 100 ngàn nhé. Bán 100 ngàn hai miếng, nó mẹ không hai này. Nó cái nhựa này nó đập vào nhau, nó hút nó chặt quá bạn, hút hút nó chặt quá đâm ra là em cạy ra thì nó đấy, nó hút ngay rồi. Nó cạy ra bị vỡ một tí nhựa này. Đó, không sao bạn nhá. Mã 03 này. Đó, mã 03 này. Cũng toàn được đổ nhựa hết rồi này bạn này. Đó, đổ nhựa chặt rồi. Em bên bì này, đấy, nó dính chặt vào luôn các bạn ạ. Em đo cái chiều dài của nó nhá. Chiều dài em nó là 38,5 này. Đó. To cũng 5. Dày cũng gần 1 cm các bạn ạ. Đó, dày gần 1 cm này. Đó. Con này nhiều nam châm lắm các bạn ạ. Nhiều lắm, về một dãy này. Đó, thì mã 03 này em bán cho các bác là 350 ngàn nhá. Em nghĩ là riêng cái dòng nam châm này thì nó cực khủng luôn rồi. Đó. Bác nào về treo dao treo dựa vào ok. Không nói luôn. Thế tiếp theo em về thêm một bản to này. Thanh này em về hôm nay về được đúng một thanh này. Đó, mã 04 này. Về được đúng một cái thanh to như này. Em đo chiều dài của nó nhá. 38,5 này. Nó tầm 38,5 này. To 6 cm. Độ dày nam châm này. Một này. Đó. Miếng nam châm này to đùng các bạn ạ. Này gần 4 cm luôn rồi. Miếng nam châm của nó to khoảng 3, cái này nó khoảng 3,7 quá, 3,7 cm này. Đó, 3,7 cm này. Rất là to nhá. Nó dính chắc luôn cả cái ấy của em vào luôn này. Nó dính cực chắc luôn các bạn. Riêng cái dòng nam châm này không hiểu sao nó dính kinh thế luôn. Em chưa hiểu tại sao nó làm ra loại nam châm như này. Có thể là nó ở trên đường dây như kiểu là nó dừng gọi cái đường khẩn cấp hay sao quá. Nó hút đấy. Mày nó có chơi với nhau. Em phải tách tách ra không mà nó dính vào nhau ghê lắm. Còn đây là mã
05 này, để em từ từ em lựa, em bỏ những cái này ra ngoài đã, không nó dính vào nhau ạ. Đó, để riêng em có nó dính nó chặt vào nhau là rất khó, em dính như vậy rất khó để kệ kệ ra. Đây, mã 05 này. Cái này rất là dài các bác nhá. Đó, rất là dài này. Rồi em sẽ kéo cái máy quay ra một tí nữa này. Đó, rồi quay thì nó hết này. Em úp vào xuống đo chiều dài của nó nhá. Đó. Con này dài ngang bằng với cái con bé bé mà bữa em bán. À, gần 76 cm bác ạ. Đó là đo cái đây là, con này nó hơi xéo tí đầu này. Đó, gần 76 cm này. Ngang bằng con kia em bán, con kia là dài 77, cái này dài 76. To cũng là 6 này, cái này độ dày của nó cũng là 1 này. Đây các bác nhìn, em để cái con mẹ 01 vào, các bác nhìn so sánh nhá. Hai con bé nó khác nhau hoàn toàn này, đó mà thấy không? Như bố với con luôn các bác ạ. Đó. Này nó dài tít đây luôn rồi mà. Để dây xoay xoay một tí như này nó các bác nhìn dễ hơn này. Đó. Nhìn không? Nhìn kích thước nó khác nhau hoàn toàn nhá. Con này bé hơn rất là nhiều. Này to đùng luôn. Đó. Thì mã này là mã 05, em để cho các bác là giá là 500 ngàn một con này. Hiện tại em còn em về hai thanh, nhưng mà một bác chốt có một thanh rồi, thì em còn một thanh nữa thôi. Đó. Con này em để cho các bác là 500 ngàn. Đó, em sẽ quay sang một khác nhá. Tiếp tục em về thêm một ở đây một suất. Hai con nguồn 24V 14.6A coi 15A. Hàng của Made in Korea các bác nhá, hàng của Hàn Quốc. Đó. Mã 06 em để cho bác là 300 này. Con này thì đây các bác nhìn có cách đấu dây riêng của nó ok hết này. Đó. Kỹ thuật của nó này, cái này là cái gì đây em cũng không biết. Nó chạy nó như kiểu khoảng cách dây với nhau sao ấy. Đó, đây cái những cái gì đây em cũng không hiểu lắm đâu. Thì nguồn em để cho bác là 300 ngàn nhá. Này, em còn sót hai con này nữa này. Tiếp tục là mã 07 này. Này, quả đi con. Đó, con này là quả đi con chạy điện 220. Con này thì không có chỉnh tốc độ nhá. Các bác nào về thích các bác chế thêm độ thêm một con gọi là con chỉnh con chiếc ép ấy, chỉnh tốc độ của quạt cũng ok thôi. Mình cần đấu cắt một dây ra đấu vào chiếc ép là chạy ok. Đó. Đây, con này chạy điện từ 110 đến 220. Cắm điện này. Đó. Chạy ngon là cành đào các nhá. Đó, cực mạnh luôn. Đó, bác nào kết thì chốt em nó về. Đó, rồi mã 07 em để các bác là 220 ngàn này. Con này chạy điện 220. Đây em sẽ có thêm một con, vừa mới về thêm được một con mã 08 này. Quả đeo ăn con này rất là nặng. Đó, con này chạy điện 24V cơ, không phải chạy điện 220. Rồi em sẽ lấy cái nguồn test cho các bác xem này. Là cái nguồn đó làm chỉnh lên 24V này. Nó 23.6 cũng được rồi. Đó, em lấy cái dây. Đây, cắm điện vào này. Kẹp điện. Đó, âm này. Này chạy rất phê các bạn, này có hai tốc độ gió bằng kia, đó tốc độ nhẹ này, mạnh này, đây là chế độ mạnh này, đấy thổi kinh các bạn, đó để chế độ mạnh nhất thì nó em chạy là ăn 0.8A nhé, chế độ nhỏ là ăn có 0.5A, đó, chỉnh lên này, ăn khoảng 0.8 mạnh nhất. Chạy cực mạnh luôn. Đó, báo đèn báo. Đèn báo ion này. Có cả nút các bác khi bác đang chạy nhá, có cả nút vệ sinh này, bấm nút vệ sinh này. Thì cái quạt vệ sinh ở trong nó sẽ chạy các bác ạ. Đó. Thì cái quạt này nó dừng rồi này, là cái quạt vệ sinh nó sẽ chạy này. Đó. Khi nó sạch rồi nó lại chạy tiếp các bác nhá. Rất là hay luôn. Rồi, thì cái mã
08 này. Em để cho bác là giá là 280k nhá. Đó, đúng một con này. Bữa bác nào vừa mới đặt em á thì liên hệ lại với em nhá. Không còn đúng con này thôi. Đó, rồi em sẽ quay con khác này. Tiếp tục thì em về thêm được mấy con nô, nô của Japan các bác ạ. Đấy, con nô Japan này. Bác nhìn vòng bi của em nó này. Đó. Made in Japan này. Đem đệ là gì cho dễ nhìn nhé. Đó, made in Japan này bác này. Đó. Con này cực to và khỏe, rất nặng không nhé. Con này một con của nó hơn 1 cân rồi không ạ. Cực tít luôn, què tít mủ luôn này. Đó. Nó đo cho các bác cái chiều dài của quả lô này. Chiều dài gần 9cm bác, 8,8 này. To của lô là 5 này. Đó, nguyên cái trục của nó thôi. Đó là 2cm rồi, cực to nhá. Bản đế của em nó này, bản đế của nó cao là 10 này. To là 5 này, mặt mic bắt nó là 4 này. To 5 này, đó. Bác nào về chế làm cái bộ chuyển động em nghĩ rất cực kỳ ok này. Đó, quay tít con nào như con nào, có vài con nào quay tít mù các bác. Đó. Con nào cũng tít mù luôn. Em bán con này mã 09 này là 100k một con nhá. Hình thức rất là đẹp mà rất là trơn quá. Khủng khiếp được. Con này bác hoặc là làm cái như kiểu cửa, cửa bắt cửa cho nó chạy dưới nền này. Nghĩ rất ok này, vì cái giọng này em nhớ em nghĩ là nó inox. Không dỉ được, mà đây mặt này mặt nhôm. Độ bền rất là cao, rất là dày các nhá. Đo cái độ dày của nhôm này. Nhôm dày 1 quá, cực dày này. Này khủng khiếp thật. Đó, con này mã này bán 100.000 này. Tiếp tục em về này, về có một cặp cặp xin anh về các bác chế cái hàn xeo pin này, con này cực đẹp. Bữa trước em về được chục cặp thì có bác chốt gần như lấy 7-5 cặp coi như hết sạch luôn. Đó. Hôm nay về đúng thêm một cặp nữa này. Xuống bãi tìm tìm mỏi mắt luôn, đúng một cặp này, không còn cặp nào nữa. Mã này mã 010 để cho bác là 160.000 nhá. 160.000 là một cặp này luôn đó. Không phải là một cái mà là một cặp này, một cặp này hai cái này là 160.000. Đó. Mã 13 này. 13 này em còn ít đèn hắt vàng, đèn này đèn màu vàng bác, đèn hắt màu đúng kiểu màu nắng luôn. Em giảm cái vôn của nó này. Con này chạy điện là 12V đúng không bác nhá. Đó. Em sẽ cấp điện vào này. Đấy. Đó, ánh sáng màu nắng này. Màu vàng nắng các bác nào làm đèn học sinh hoặc đèn hắt tranh thì con này cực đẹp luôn. Đó, đúng một kiểu màu nắng này. Nó không phải là màu vàng chói mà nó lại không phải là màu trắng. Đúng kiểu màu nó rẻ màu nắng các bác ạ. Cái này rất là đẹp. Đó, hiện tại em còn 4 con này nữa em nhé. 4 con này nữa là hết này. 4 con màu nắng này nữa là hết này. Mã 11 này em để cho các bác là 50.000 một con. Đó. 50.000 một con. Còn em còn đúng 4 con này nữa là hết. Số lượng ở dưới bãi thì cái đèn này cũng bây giờ bắt đầu là hết rồi này. Chỉ còn những con mà bị vỡ kính cái tình ấy. Đó, em thấy bữa trước nhiều bác trên mạng bán tầm 60.000 một con mà còn bị vỡ kính á. Nên em đã phải chọn cho các bác những con mà kính ấy còn nguyên lành. Đó, ngon lành ngành đáo hết thì em mới dám để nhá. Ok, em sẽ quay sang món khác này. Em mới về được một nô sắc sông, cái loại này nó là ở trong ô tô các bác, motor là trong ô tô. Loại này nó chạy điện từ 5V cho đến 16 17V. 18V các bác cấp cho em nó cái con nguồn 14V cũng chạy ok nhá, cái loại của máy kẹp pin ấy, máy pin chạy cũng ok nhá. Nhưng bác để cấp điện cao quá thì nó motor sẽ hơi nóng. Đó, còn chạy như em đây, con này chạy từ em đang để là 4,7V này. Các bác coi như là các bác chạy từ mấy cái sạc dự phòng nhá. Thì ra chạy ok nhá. Đó, nó kẹp vào này. Đây, em sẽ kẹp vào cho bác xem tốc độ của em nó này. Đó, chạy tít mù luôn này các bác này. Chạy tít mù luôn. Ui dồi,
Em chưa hạ cái cốt nó xuống, phải các bác chế quạt thoải mái cái này luôn. Đây, để em đo cho các bác cái cốt của nó này. Cốt em nó khoảng cốt 10 các bác, 976 này, quay cốt 10 này. Nó 98 này. Quay cốt 10 này. Còn cái trục bên trong của em nó là trục 5 các bạn. Đó, trục 5 này. Về 8 của trục 5 này. Về các bác con này em nghĩ các bác chế quạt cực kỳ ngon lành hình nào. Các bác chạy cho em từ điện. Đây là em thử cấp lại nó này. Từ điện 5V cho đến 12V em nghĩ ok. Nó chạy không tải, con này ăn 0,4A. Nó chạy không tải ăn 0,4A thôi. Đây là em đang để mức độ 4,7 coi như là một chiếc sạc dự phòng nhé. Em chỉnh cho nó lên 12V đi. 17V giật giật luôn tay luôn đó, phóng nhanh thật. Đó, khẽ không tải khi mà em để chế độ 12,7V nhé, coi như bằng một cái quả pin đấy, quả pin 3F. Nó ăn không có 0,5A đâu mà chạy tít mù luôn. Con này thì bữa rồi em chưa kịp mài cái đầu, chưa kịp hạ cốt xuống, các bác có thể hạ từ như này, các bác hạ đây em xuống cũng được, không đây. Rất nhiều cách nha các bác nhé. Em chỉnh lại cái mục cam. Rất nhiều cách các bác có thể một hạ cốt này, hai là các bác nên dùng cái kẹo, bác kẹo cái này đi. Thì nó là cái trục năm rồi, bác mua em một cái đầu chuyển đổi như này, đó. Này là trục 8 này, đã có lỗ 5 luôn rồi. Các bác đóng vào cho em ok ngay, hoặc các bác phải hàn luôn nối như này luôn cũng được đó, hàn nối thẳng trực tiếp này, gọi nối trục vào chạy ngon này anh đào. Ở đây nó có luôn cho các bác ba cái lỗ này, các bác ốc vào đây chặt khít luôn, chắc không phải gì suy nghĩ. Và em đập một con thử rồi nhá, bên trong của nó motor nó quấn rất là chặt, rồi than thì chưa sử dụng luôn các bác, 100% nhé. Nhìn nó cũ rồi thôi nhưng mà em đảm bảo các bạn là toàn hàng chưa sử dụng. Bên trong đây gần chỗ này ở phía sau chạy bằng bạc này, ở phần trước chạy bằng bi này, đó độ bền cực kỳ cao luôn vì nó chưa sử dụng mà các bác, nó chưa sử dụng. Con này em test thử là loại lần chạy lần đầu tiên này đó, thì con này bán lẻ cho các bác là mã số 12, bán lẻ các bác là 35 ngàn một con, đó là mua 3 con là 100 ngàn đó. Đấy thì đây là em sẽ kích nó lên 17V xem nào. Em chọn bừa một con nào. Con nào chạy tít mù các bạn, 12V này. Chạy cực ác luôn các bạn. 16 này. Ui, nghe mà các nghe nó rít kinh không? 17V này, chạy ngon là ngành đào luôn. Nó ăn có 0,6A thôi, coi như lên 5V mà nó ăn có thêm có 0,1A các bạn ạ. Đó. Bác nào yêu em nó và nắp làm chế quạt thì ok luôn. Riêng này em bảo hành cho bác nhá. Hết cái tháng hè này không phải lo. Bảo hành cho các bác 6 tháng luôn, không phải suy nghĩ gì cái vài vài ba cái motor này. Đó, giá cực kỳ tình yêu mà chỉ có 35 ngàn một con mà lại bảo hành cho 6 tháng chạy ok luôn. Đó. Rồi, ok em sẽ quay sang món khác nhá. Mã 13 cái con trục Z Mitsumi NX26 này em vẫn còn nhá. Con này em bán nó cũng khá là nhiều cho các bác rồi này. Đó. Con này mã 13 em để cho các bác giá là 450 ngàn. Con này bước 3. Bản to 6 hơn 6 cm một tí này. Chiều dài tổng thể này. Chiều dài cả mặt ở trên này nó có một cái khớp nối các bác ạ. Chiều dài tổng thể của em nó là 17 cm này. Nó hành trình con này thành khoảng tầm khoảng 3 cm các bác, hành trình khoảng 3 cm này. Bản to này 4,5 đó. Độ dày của em nó khoảng 4 cm các bác, hơn 3 cm một tí, 3,5 đó. Cực đẹp, máy mã 13 em để các bác là 450 ngàn này. Còn trụ gọt xe pin nó mã 14 là em để các bác là giá là 220 ngàn, em còn hai ba con nữa là hết. Bản to là 6 này, cao 6 này, dày 3 này, cao tổng thể của em nó này là 14 cm này đó. Bác nào bắt em một mặt vuông rồi em nó nè, cái máy quạt sơ pin hạ xuống cực đẹp đó, rất ok nhá. Mã 15 này là con dây trượt này,
Em đo tổng chiều dài của em, cái em đã trượt lên luôn này. Chiều dài em nó là 17 đâu 27 cm các bạn, 27 cm. Bản to của con này là to là 3,2 này. Cao là 4,5 này. Dày con bọ này là khoảng 1,2 đó. Thì mã 15 và mã 16 nhá, em để chung cho các bác là giá là 150.000 một cặp. Đó. Mã 16 em sẽ quay cho em sẽ đo chiều dài cho các bác này. Này dài 26 cm. To con bọ này là 2,7 đó, 2,7 này. Chiều cao bọ là 3,5 này. Dày bọ là 1 cm này, đó. Thì mã 15 và 16 em để cho bác chung giá là 150.000. Bác nào thích mã 15 hoặc thích mã 16 bảo em nhé. Mã 17 con này thì bữa rồi bán mấy cặp rồi, hơn chục cặp, giờ em còn có 3 cặp nữa hết rồi. Đó, em bán đây, chiều dài của em nó là 11,5 này. To bọ là 2 này. Cao bọ là, chiều dài của con bọ là 3 này. Đó, chiều to của, gọi là chiều dài con bọ là 0,8 này. Đó, thế em vẫn bán cho các bác là giá mã 17 là 100.000 một cặp nhá. 100.000 là được hai cái như này. Đó. Hai cái bốn bọ. Bác nào chế, nói chung con nhỏ nhỏ này chế rất là nhiều việc này. Bác làm cái gọt xeo pin bằng cơm thì nó vẫn lên xuống bình thường được này. Đó mà nó hai bọ rất là chắc chắn nhá. Đây còn ít cái bản nề cửa công nghiệp này. Đó, có hai loại. Nói chung em có mấy loại. Đấy, con loại nó nhiều thanh như này. Loại nó chỉ hai thanh như này. Để em thanh lý cho các bác luôn này, giá 18 này. Thanh lý cho bác, còn em còn ít này nữa. Thanh lý là 10.000 một là 10.000 một bản này này nhá. Đó, 10.000 một bản này này. Rồi các bác bắt vào cửa kia hoặc là bắt những cái tủ tiếc các bác ấy. Thì em nghĩ loại này dùng không biết bao giờ cho nó hỏng lại cái loại bản này này. Đó. Nên mình bán là 10.000 một cái này thì một cặp của nó là 20.000 nhá. Đó. Rồi, video em sẽ kết thúc ở đây nhé. Hẹn các bác ở video tiếp theo.